Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber 88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, ba con sâu, trong năm trong anh em đã quay trở lại cùng với Amazee trong series bình luận về Kali Saber. Và đây là Ketalo đến từ Saber Quy Quy. Hôm nay thì Quy Quy các bạn được nhìn thấy đã thay đổi chế độ rồi. Và chúng ta cùng đến với chế độ kế thừa. Vâng, chế độ kế thừa ở Saber Quy Quy có nghĩa là ác nào càng khỏe thì những võ sĩ của các bạn lựa chọn về đội hình của mình nó càng khỏe, đúng không? Và đó là lý do tại sao chúng ta gọi là chế độ kế thừa. Đừng quên 3 khung giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhé. Đó là 3 khung giờ mình sẽ đăng clip hàng ngày. Diamond của server 425 sẽ đối thủ đầu tiên. Chúng ta có Rio. Tiếp theo sẽ là Tachibana Ukyo. Terry các bạn, mặc dù không thích cho lắm. Ồ, Ken, Dulon, lấy Ken này các bạn. Ken phế lắm mà lấy Dulon. Kia con gì vậy? Gishi à? Lấy Billy cả Dulon à? Ôi, hai con này người nó cũng hết hơi rồi. Harry thì bao giờ được kế thừa đồng đội. Rồi, đánh đi anh nha. Hình như thế này à? Hình như thế này à? Hình như thế này đây anh em. Billy, Dualon, Zero Clone và Tachibana Ukyo. Nhìn bạn thì mọi người lại phải bỏ mạng rồi. Khó nhé. Nếu được sát thương. Biết bọn lật vặt thôi anh em nhỉ. Những tên sai vặt thôi. Con này như chém. Giết mấy tên sai vặt thôi. Sai vặt thôi. Đi cứ hero. À, con kia lại chém linh tinh hết rồi à? Nói chung game này là ông cùng thắng các bạn. Đến đây nó không phải cửa gì nữa mà cưỡng. Đây là đối thủ của đội quân của đội cưỡng nữa. Đến đây thì đối thủ làm gì còn cửa nào để cưỡng được nha. Mặc dù hồi phục rất tốt đến từ Kasuo nhưng thế là chưa đủ. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Bảy bóng mà thì chỉ có đùa lòn. Quá khét lẹ. Cái đùa lòn này khóa độc chiêu nhỉ. Ờ, cái này là khóa độc chiêu nha anh em. À, khóa tuyệt kỹ nha. À, khóa độc chiêu. Chắc là khóa độc chiêu. Chúng ta mới là khóa tuyệt kỹ. Bất tử quả tên. Kẻ bất tử. Chiêu.
vũ bất tử, những người chơi hệ bất tử. Lần này chắc cũng không giết được Ken. Hồi phục cũng ác ạ. VC không giết được, VC như có miệng chí tử vậy sao? Cũng thuộc dạng không để giết được. Không dễ để có thể xử lý với thanh niên. Và đối thủ quýt rồi. Đối thủ quýt rồi. 1-0 dành cho MNC. Chúng ta cùng đến hiệp đấu số 2 nào. SS của server 705 Melee. Con hàng con này Melee này khác Melee bên server JV anh em nhé. Dù sao chúng ta vẫn lấy được Melee. Vanet quá ngon. Sao nói vậy? Đây là man Vanet của Quy Quy ạ. Nó không những quá ngon mà nó còn quá tuyệt vời cơ. Không thể dùng cái từ nào diễn tả của Vanet. Vanet lại kết hợp với IODZ và Vanet nữa. Đẹp đẹp thế. Còn Vanet này hồn gì nhỉ? Hình như là hồn rùa ấy. Nó là hồn rùa ấy nhau. Thế thì chúng ta có một cái hồn. Chúng ta có một cái túi hồn đẹp đi nhỉ. Đánh hạt này nó chất trời. Thế được rồi nhỉ. Đánh cái này nó chất trời rồi nhỉ. Đánh này nó chất trời quá không anh em ơi. Nhưng mà tứ hồn sao leo dị không lên được nộ nhỉ? Mà kẻ leo dị không còn tứ hồn chỉ còn hàng gấu nữa là... À không tu độc siêu nhỉ? Đau đi. Đau đi cái. Đâu đấy? Vanet và ai? Ionet à? À, quên mất anh em Sandwood chứ. Sandwood vào ai đây? Sandwood vào Cleodit. Let's go!
Đúng là không hồi sinh nhỉ. Khác thế. Khét thật anh em ạ. Đấm khét khèn khẹt luôn. Đấm khét á. Mày hồi sinh à. Hồi sinh à. Hồi sinh à. Hồi sinh để làm gì? Hồi sinh để làm gì? Và đó là chiến thắng thứ hai dành cho MNG trước EDS của server 705. Cùng đến với game đấu số 3 nào. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ được nhìn thấy game đấu số 3. Psyche của server 157. Wit. Zoet 202 UM. Li Sangfei. Xẹt bên này rất xí đa anh rồi. Kukari Owat. Kukari. May là không phải con đua lon lúc đầu mình cầm các bạn. Đây là con đua lon phiên bản đời cũ, không phải đua lon phiên bản đời mới. Tất cả lé ra cho anh được làm việc nha. Thấy à, thú phết nhờ. Trước thằng đua lon thì không có đam anh em nhé, đua lon thì không có đam. Và quýt đến từ Psyche của Sao 157 rồi đúng không, thằng kia làm gì có đam, đua lon làm gì có đam, chúng ta chỉ cần tập trung giết Owat là được, hết Owat cái là hết đam luôn. Mari của Sao 187, Ramon bên này ít nhất ngon hơn một tí. Mayli. Tiếp theo chúng ta có Kula. Các bạn toàn tanh và Vanet. How Hat Lin Kyo. Ủa, toàn khắc tinh của Vanet luôn các bạn. Nguyên khắc tinh của Vanet luôn anh em ạ.
nguyên khắc tinh của Vanet luôn ạ. Sợ thật. Vội nhờ ạ, thật tình lắm ạ. Thật tình của Vanet lắm nhờ. Thật tình của Vanet lắm, phải giấu vội thôi. May mà Vanet đấm giảm nộ. May mà Vanet đấm giảm nộ anh em ạ. Điều nếu mình hẹo Vanet thì ai cứu mình anh em ạ. Đây là mình vẫn mất Vanet rồi. Đây là mất cả game anh em hiểu không ạ. Ba con khắc tinh rồi. Ba con khắc tinh, phải cả xích luôn. Ba con khắc tinh. Anh em nhìn ba con khắc tinh ba nét rồi. Anh thấy nó là thuộc dạng kinh tế lắm rồi. Đấy, thế thuộc dạng tinh tế lắm rồi đấy, đúng không? Nhưng mà cũng đen đúng không? Còn đánh thế thuộc dạng tinh tế lắm rồi anh em ạ. Còn đánh thế thuộc dạng tinh tế lắm rồi đấy, nhưng mà nó cũng đen rồi. Còn Vanet lại có đúng phát độc chiều đấy, đấm làm hai con ấy giảm nộ, chứ không là mình đứng sắt đao rồi. 4-0 dành cho em mình gì cùng đến game đấu số 5. Liệu rằng có Pentakill hay không khi đối đầu với Sumi của CR 422? Sumi, gì nhở, Nokuru được lựa chọn. Tiếp theo là Miku. Một nhân vật tiếp theo nữa là Kula. Lin. Tại sao mình lại lựa chọn Lin mà không chọn Zero? Vì Lin nó có giới hạn sát thương nhỉ? Nó giới hạn lượng sát thương nhận vào khi một đối thủ công kích kỹ ở người đó. Đôi khi chúng ta chủ quan là chúng ta sẽ thua. Sát thương không đủ để có thể focus đánh theo một cái nhịp gọi là nhờ nhảy. Thì đa số là anh em khi mà cầm sở hữu Miku trong đội hình sẽ đi theo lối phương pháp gọi là nhảy nhứ nhờ nhảy anh em hiểu không? Theo này nhờ nhảy đẹp quá nhỉ. Theo này nhảy nhứ nhờ nhảy đẹp quá nhỉ. Ồ, mình ấy là thở run hò quá. Ba chạm nè. Hay quá nhỉ, Miku tự mức độ cho mình. Đánh khác này. Vãi nhỉ. Thực ra mình có thể mang mai ở mức độ không thích gì đó. Mình xem bạn không có con nào hồi sinh, mình đánh này chắc cốp hơn. Lượng sát thương của chiếc thỏa Zero Junho cùng lắm tiễn cái CD đi được rồi các bạn. Không đậm được vào đến bọn kia. Ây da, tôi sai rồi, sai rồi, sai rồi. Tại sao đàm to thế?
Tại sao đang to thế mà không bảo tôi? Ôi 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 ôi. Đàm vãi thật. Đàm này sợ không thắng được đấy các bạn. Tôi đang sợ người là không có cái độc chiêu nào như vậy. Lại chúa tôi. Dùng mai chứ các bạn nhá, vì là sát thương càng ít võ sĩ thì Kula nó mới đam nó mới to được anh em. Đúng không? Càng ít võ sĩ thì Kula đam mới to được. Đấy, đam 1.4 triệu. Và đó là cú pentakill tuyệt vời dành cho em mình gì trước đối thủ sơ mi lồi của server 422. Và liệu rằng có cú hack ra kill hay không thì các bạn sẽ cùng mình theo dõi nốt trận chiến này. Đừng quên 3 khung giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Cùng với đó là kênh DM YouTube, YouTube. Anh em nhớ like, subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất về các server mới nhất của tựa game này. Đấy, 1 phút, à không, không đến 1 phút đầu, mới chỉ có 15 giây dành cho quảng cáo mà thôi. Đấy, 15 giây chúng ta đối đầu với Vanessa Boxing của server 99. Dâu được lựa chọn cho những tình huống bảo kê hàng trước. Tiếp theo đó là Init, đứng sáng thế. How hard với khả năng giả thủ rất khó chịu. Và đây rồi, Kyo Meta. Vậy là auto chúng ta sẽ có tên kia là Athena và Mai à? Athena và Mai thì thế mà thôi. Ôi trời ơi, lại còn thêm Cleodic lại bút Meta nữa thì lại chúa tôi à. Không, cái game này không hack skill thì game nào hack skill nữa à. Tôi lại hồn tôi luôn ạ. Ôi trời ơi, đã Kyo lại còn được bút bởi Cleodic nữa thì có gì để nói nữa đâu, còn gì để nói nữa đâu. Đã Kyo rồi lại còn thêm phải Cleodic Meta nữa thì còn gì để nói nữa đâu, còn gì để nói nữa đâu. Còn đấy đấm với Athena bay hết dọc anh nhỉ, đúng không? Đã mạnh rồi, đã khiên lửa rồi, lại còn thêm cả bong lửa nữa thì chịu rồi, đúng không? Cú Hexakill lâu lắm rồi chúng ta mới có thể tái diễn được cú Hexakill này. Lâu lắm rồi mới thấy cú Hexakill được tái diễn ở đây. Mai kinh đấy, nhưng mà các bạn nên nhớ chúng ta đang trong meta của Kyo 14. Đang trong meta của Kyo 14 nên gần như là các bạn bất lực rồi, dù vẫn còn sống nhưng mình cả rất ảo. Chúng ta chỉ sử dụng hai nhân vật này thôi, không sử dụng đến nhân vật thứ ba làm gì các bạn, đúng không? Không sử dụng đến nhân vật thứ ba thì đấm kinh dị đến đủ siêu kiều nha. Chỉ 25 củ máu mà không nhiều cũng không ít. Bot nhân dân tệ 30 củ máu cũng không ít nhưng cũng không nhiều. Hơi đáng tiếc là tình huống vừa rồi chúng ta không có độc chiêu dành cho Kyo. Nếu như đó là độc chiêu dành cho Kyo thì các bạn sẽ nhìn thấy thêm một lần truy kích nữa. Mai và Athena, hai cô bé có lẽ là bị sợi hấp diêm trong clip này rồi. Vâng, nhìn rất ngon, rất luộc. Nhưng hai chàng trai của chúng ta, một thì nhìn rất good boy, một thì nhìn rất bad boy. Vâng ạ, Kyo nhìn good boy bao nhiêu thì Cleodic lại nhìn bad boy bấy nhiêu anh nhỉ? Anh em có để ý không? Đúng không? Kyo nhìn hiền lành bao nhiêu thì Cleodic mới điệu cười, nhe răng trận múa là nhìn mắt lại còn sẹo nữa rồi. Rất bad boy. Good boy và bad boy. Kyo và gì nhở? Và Cleodic chỉ một bát đối đầu với bên kia là hai em sinh tử. Mai và Athena, Athena đã bỏ đi trước rồi. Không chống lại được sức chống đỡ này nhỉ. Và quyết đến từ Vanessa ở server 99. Chiến thắng cú Hexakill tuyệt vời với chiến thắng tuyệt đối 6-0 dành cho mình gì. Clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe của MBG cũng như share mình lại với các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.